Thưa quý vị, theo thông tư số 02 năm 2017 của Bộ Y tế bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2017, quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm Y tế, trong đó Lâm Đồng sẽ triển khai thực hiện từ tháng 12 tới. Đối tượng áp dụng trong lần điều chỉnh này là những người dân chưa tham gia Bảo hiểm Y tế và những người có thẻ Bảo hiểm Y tế nhưng đi khám chữa bệnh, sử dụng các dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm Y tế. Chỉ còn vài tháng nữa là lộ trình tăng giá khám chữa bệnh và các dịch vụ y tế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng sẽ được triển khai rộng rãi. Vậy mà số người đến đóng tiền viện phí vì không có thẻ bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng vẫn còn đông như thế này. Khi được hỏi đến thì có người chẳng biết gì về việc tăng giá này. Có người chỉ nói chưa có tiền mua. Ở quê nên không ai báo nên mình không mua. Không cấp được trong vùng xa, nó cấp miễn phí. Năm nay thì dương chị cũng đi mua nhưng mà chị chưa mua lại. Thế mình cũng lo chứ, ví dụ như mình chưa đóng được là mình cũng lo. Con nó còn ăn hẹp cho nên mình tiền mình cũng hơi đứt đoạn. Điều dễ nhận thấy nhất ở đây là có không ít bạn trẻ cũng chưa tham gia. Theo tìm hiểu, đa số họ đều là người làm công việc tự do và chưa nhận thấy được hết hậu quả của việc không có thẻ bảo hiểm y tế. Còn những hộ nghèo, người đồng bào dân tộc thiểu số thì chỉ tham gia khi được hỗ trợ cấp phát thẻ tận nơi. Còn sau đó thì họ không chủ động tìm mua tiếp. Nhưng bên cạnh đó cũng có rất nhiều người ý thức được giá trị và quyền lợi của bản thân khi tham gia bảo hiểm y tế. Rồi, cô đã tham gia bảo hiểm y tế được 6 năm rồi. Cô làm vườn trồng hoa. Ở phường họ tuyên truyền, họ vận động mình để tham gia bảo hiểm y tế. Cô cũng nghe trên truyền hình TV nói, cô cũng rất là vui khi mình đã tham gia được bảo hiểm y tế. Ở cái tiền viện phí ra đó, nó không có tăng cao như cái số người mà không có tham gia bảo hiểm y tế. Khuyến cáo những trường hợp chưa có thẻ bảo hiểm y tế thì nên là đăng ký để mua cái gói khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ngay. Theo như quy định hiện hành thì kể từ khi bắt đầu mình có thẻ bảo hiểm y tế thì sẽ có hiệu lực 30 ngày kể từ ngày mình được cấp cái thẻ bảo hiểm y tế được mua. Vì vậy, ví dụ như mình mua từ ngày 1 tháng 1 năm 2017 chẳng hạn, thì mình sẽ được hưởng từ ngày 1 tháng 2 2017. Trao đổi với đại diện Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng cho biết, theo quy định tại thông tư 02/2017 của Bộ Y tế, có 3 nhóm dịch vụ dành cho người chưa có thẻ bảo hiểm y tế được điều chỉnh bằng khung giá bao gồm giá dịch vụ khám bệnh, giá dịch vụ ngày giường bệnh điều trị, giá dịch vụ kỹ thuật. Với người chưa có thẻ bảo hiểm y tế, phải tự chi trả 100%. Trong đó, nhóm giá dịch vụ khám bệnh và ngày giường bệnh tăng rất cao, gấp từ 2 đến 4 lần với giá đang thực hiện cho những người chưa có thẻ bảo hiểm y tế. Khi người bệnh mà chưa có thẻ bảo hiểm y tế mà không may là phải nằm viện điều trị nội trú, đặc biệt là những trường hợp mà cần phải điều trị nội trú dài ngày, thì riêng chi phí tiền ngày giường bệnh đã chiếm một con số không nhỏ, chưa kể đến các cái chi phí khác như là chi phí tiền thuốc, tiền vật tư y tế, tiền các cái dịch vụ kỹ thuật cận lâm sàng, vân vân. Tôi nói ví dụ trong một cái trường hợp mà phải mổ sọ não do chấn thương mà mổ hở đấy, thì giá cũ là 2.928.000, thì giá mới đã là 5.151.000 đồng. So sánh với mức đóng bảo hiểm y tế hiện nay thì những người mà chưa tham gia bảo hiểm y tế của nhóm đối tượng khác ấy, tức là phải tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình ấy, thì trong một năm thì cái mức đóng của một người là chỉ bằng 653.400 đồng. Nếu từ người thứ hai trong cái hộ gia đình đó mà tham gia thì sẽ được giảm chỉ còn 70% của mức đóng của người thứ nhất, tức là bằng khoảng 457.000 đồng. Người thứ ba bằng 60% mức đóng của người thứ nhất, khoảng là 392.000 đồng. Và người thứ tư là bằng 326.700 đồng một năm. Và bắt đầu từ người thứ năm thì chỉ bằng 40%, tức là bằng khoảng 261.000 năm. Thế thì so sánh giữa mức đóng và mức hưởng bảo hiểm y tế hiện nay thì tất cả những người mà chưa tham gia bảo hiểm y tế thì thực sự là không may bị ốm đau bệnh tật, thực sự là một điều rất là lo lắng. Quý vị và các bạn, với lộ trình tăng giá của các dịch vụ khám chữa bệnh hiện nay thì việc những người dân chưa cầm trên tay cho mình một tấm thẻ bảo hiểm y tế sẽ không chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi mà còn là ảnh hưởng đến kinh tế gia đình nếu không may có việc gì xảy ra đối với bản thân mình. Chính vì vậy, việc cấp thiết hiện tại là mong mỗi người dân hãy chủ động trong việc mua cho mình một tấm thẻ bảo hiểm y tế để đảm bảo về quyền lợi cũng như là tiền bạc của bản thân.